Đặt vật này dưới gầm giường, gia chủ đổi đời sau một đêm, giàu hơn trúng số, tiền bạc cứ ùn ùn kéo đến. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo Sĩ Tử Thông. Quý vị thân mến, cái giường ấy là cái vật không thể thiếu trong các gia đình của chúng ta. Nó là nơi giúp chúng ta nghỉ ngơi, thư giãn sau một ngày làm việc mệt mỏi. Tùy theo cái nhu cầu ấy, mà mỗi gia chủ lại có cách bài trí, cách sắp xếp giường riêng biệt khác nhau. Thế nhưng, dù thế nào ấy, thì dưới gầm giường cũng cần phải thông thoáng, tạo điều kiện cho cái không khí nó lưu thông và không ảnh hưởng đến sức khỏe và cái vận trình tài lộc của gia chủ. Vậy thì theo phong thủy, có nên đặt các đồ vật ở dưới gầm giường hay không? Và để gì dưới gầm giường để thu hút được cái tài lộc và vượng khí nó ùn ùn đổ về cho gia chủ? Xin mời quý vị và các bạn cùng khám phá trong chương trình ngày hôm nay. Thưa quý vị, ngày nay để thuận tiện và tiết kiệm cái không gian sống thì nhiều người đã lựa chọn thiết kế cái gầm giường để chứa đồ, khiến cho cái không gian ở đó nó bị thu hẹp đáng kể. Không khí cũng không dễ dàng lưu thông mà cứ bị ứ đọng lại, có thể tác động xấu đến sức khỏe và gia đạo. Khi gầm giường bừa bãi đồ đạc ấy, thì cái luồng không khí nó không thoát được mà nó bị ứ đọng lại, ảnh hưởng trực tiếp đến cái quá trình trao đổi khí, trao đổi chất của cái căn phòng đó. Xét về y học lẫn phong thủy thì cái điều này đều không tốt cho cái sức khỏe của gia chủ. Ngoài ra, các chuyên gia phong thủy cũng khuyến cáo rằng cái việc để nhiều đồ đạc dưới gầm giường ấy, một cách bừa bãi, nó còn có thể ảnh hưởng đến cái vận thế tài lộc của gia đình các bạn nữa. Tuy nhiên, cũng có một số thứ mà các bạn nên để dưới gầm giường nhà mình. Thì đây là những trường hợp ngoại lệ. Để thứ này dưới gầm giường thì vợ chồng hòa hợp. Để thứ kia dưới gầm giường thì lại giúp cho gia chủ có tài lộc dồi dào, tiền bạc không ngừng đổ về. Thứ nhất, để hộp kho báu dưới gầm giường để tiền bạc ào ào đổ về nhà. Khám phá cái thuật phong thủy ở phương Đông ấy, thì người xưa cho rằng nếu mà dưới gầm giường mà các bạn để chiếc hộp kho báu thì sẽ thúc đẩy cái vận trình tài lộc của gia chủ. Nếu bạn chưa biết để gì dưới gầm giường thì hãy nhanh tay sắm cho mình một chiếc hộp kho báu này nhé. Tuy nhiên thì tùy theo cái vật liệu làm cái hộp kho báu mà chiếc hộp sẽ trao cho bạn những điều khác nhau và ý nghĩa của nó cũng khác biệt. Cụ thể như sau. Nếu mà hộp kho báu làm bằng gỗ ấy, thì theo văn hóa phương Đông ấy, rất ưa chuộng các vật dụng bằng gỗ. Theo thuyết ngũ hành âm dương thì gỗ sẽ gì tiêu biểu cho cái hành mộc. Cái hành mộc tượng trưng cho mùa xuân, cho cái phương vị đông và đông nam. Gỗ tượng trưng cho hành mộc, cho mùa xuân. So với các hành khác thì hành mộc nó chủ về nhân, dễ tạo cái không khí hòa hợp. Một chiếc hộp kho báu được làm bằng gỗ sẽ tượng trưng cho cái sự sinh sôi nảy nở, rất phù hợp với các cặp vợ chồng mà đang muốn sinh con đẻ cái. Đồng thời, để những cái vật liệu từ cái hộp bằng gỗ sẽ giúp cho môi trường được thân thiện hơn, tạo nên bầu không khí ấm cúng cho cái không gian sống của các bạn. 2. Hộp kho báu bằng vàng, bạc, đá quý. Nếu bạn muốn tiền bạc không ngừng đổ về nhà thì có thể lựa chọn các chất liệu bằng vàng, bạc hay là đá quý. Chiếc hộp kho báu sẽ mang lại cái tài lộc cho gia đình, giúp cho gia chủ giàu sang phú quý. Bên trong chiếc hộp thì các bạn hãy để một thứ đồ trang sức quý giá hoặc là các hóa đơn có giá trị cao. Nhưng có điều là các bạn cần nhớ, nếu mà muốn chiêu gọi tài lộc về nhà thì đừng bao giờ để tiền xu vào trong cái hộp kho báu. Thứ ba là hộp kho báu bằng đất sét. Chiếc hộp kho báu làm bằng đất sét lại có cái tác dụng hoàn toàn khác. Nó giúp cho bạn giành được cái thành công trong công việc và mang tới cái danh tiếng và quyền lực đầy đủ. Đó là vật đầu tiên là cái hộp kho báu. Thứ hai là để cây nến thơm hay là tinh dầu dưới gầm giường để giữ gìn cái hạnh phúc gia đình. Nếu mà đường tình duyên của các bạn không thuận lợi hay là đơn giản là các bạn muốn giữ gìn cái hạnh phúc của gia đình thì có thể đặt những cây nến thơm hay là những cái tinh dầu có hương liệu tự nhiên nhẹ nhàng quyến rũ ở dưới gầm giường nhà mình. Khi mà đặt những cây nến thơm cũng như là các vật dụng có chứa đồ hương liệu thơm ấy, thì nó sẽ giúp cho đào hoa nở rộ, giúp cho đường tình duyên được khởi sắc và tránh được những họa, những cái sát về đào hoa. Nếu bạn muốn cầu mong cái sức khỏe cho gia đình ấy, thì cũng có thể sử dụng cái hộp kho báu, chỉ là gì thay thế những cái thứ bên trong bằng quả đào hay là các loại ngọc có hình rùa hoặc là hình hương. Xong, khi mà các bạn đã để cái hộp kho báu dưới gầm giường thì các bạn đừng bỏ quên nó mãi mãi, mà tầm 3 tháng một lần thì các bạn hãy lấy hộp ra lau sạch và gì phơi dưới nắng. Đây là cái thuật phong thủy nhằm thanh tẩy cái năng lượng xấu, ảnh hưởng không tốt đến cái vận trình của gia chủ. Bên cạnh những đồ vật để dưới gầm giường mang đến những cái điều tốt lành cho gia chủ, thì cũng có những cái món đồ mà tuyệt đối kiêng kỵ không nên để dưới gầm giường để tránh mang lại những cái điều rủi ro, không may mắn. Thứ nhất là quần áo. Thường thì người ta có thói quen là để đồ ở dưới gầm giường cho nó gọn đúng không ạ? Nhưng đây được xem là cái điều mang lại những cái xui xẻo. Khi mà đồ đạc để dưới gầm giường sau một thời gian dài, nó sẽ ám bụi và tích tụ những khí xấu, nó ảnh hưởng trực tiếp đến người nằm. Các bạn cũng cần phải lưu ý, nếu mà để quần áo cũ dưới gầm giường
thì nó sẽ mang đến những nguy hiểm. Và cái việc làm này có thể gây ra cho bạn những cái rắc rối trong chuyện tình cảm và tiền bạc. Thứ hai là sách vở. Nhiều người vẫn thường quan niệm sách vở không dùng thì để dưới gầm giường cho tiện, để gì tiết kiệm cái không gian. Làm như vậy thì không chỉ khiến cho sách vở của bạn bị hư hỏng, bị mối mọt, mà còn khiến cho con đường học tập của các thành viên trong gia đình nó gặp nhiều cái trở ngại và chông gai. Thứ ba là những đồ kim loại. Thưa quý vị, xét về cái góc độ khoa học thì để đồ vật kim loại dưới gầm giường nó không hề tốt cho sức khỏe. Theo y học thì cơ thể chúng ta chứa nhiều các nguyên liệu mang yếu tố kim loại và chất khoáng. Mỗi ngày chúng ta đều chịu ảnh hưởng bởi cái từ trường giữa cực Bắc và cực Nam của trái đất. Vậy nên cái vật kim loại nó sẽ làm đảo loạn cái từ tính, khiến cho cơ thể bị xáo trộn và ảnh hưởng tiêu cực đến cái sức khỏe cũng như là cái cảm xúc của con người trong phòng. Thứ tư là mảnh vỡ và đồ vụn vặt. Nếu mà đặt quá nhiều những mảnh vỡ vụn hoặc là đặt đồ dùng đã lâu không sử dụng ở dưới gầm giường thì sẽ có nhiều cái chuyện ảnh hưởng đến cái chuyện tình cảm của các bạn. Nó sẽ gặp rắc rối và tiền bạc sẽ bị rò rỉ, bị kẻ tiểu nhân hãm hại. Đặc biệt, tình cảm vợ chồng thì ngày một xa cách, ngày một lạnh nhạt. Các mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình thì cũng trở nên bất hòa và có nhiều cái mâu thuẫn. Thưa quý vị, giường ngủ chính là cái yếu tố quan trọng nhất trong phong thủy phòng ngủ. Cái vị trí và cái hướng của giường ấy, theo cái nguyên tắc phong thủy tốt sẽ giúp cho gia chủ có một căn phòng giữ gìn được sức khỏe cũng như mang lại nhiều cái thành công trong công việc, kinh doanh. Tiếp theo chương trình, tôi sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về cách sắp xếp phong thủy phòng ngủ chuẩn mà các bạn nên biết. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thứ nhất, kiểu dáng và kích cỡ giường ngủ. Kích thước của giường ngủ cũng là một trong những cái vấn đề quan trọng. Giường phải có kích thước phù hợp với nhân chắc học của chủ nhân. Cái giường không nên vừa hẹp vừa dài, khi đó khí sẽ khó lưu thông. Cái mặt bằng của giường phải bằng phẳng để tạo cảm giác cực kỳ thoải mái và dễ chịu. Chiều cao thông thường của giường nên là bằng cái đầu gối của chủ nhân. Không nên thiết kế cái kiểu giường thấp sát mặt đất, vừa không thoáng khí lại vừa tụ khí bên trong. Bên trong gầm giường thì nên để rỗng, không nên lợi dụng cái gầm giường để chứa những cái đồ vật lật vặt, làm cho cái không gian nó không được thông thoáng. Nó sẽ bị bụi bặm và không khí ẩm lưu giữ lại, nó ảnh hưởng đến cái sức khỏe của gia chủ. Cái giường ngủ tốt nhất nên có hình chữ nhật hoặc là hình vuông. Cũng có một số người thích sử dụng cái giường hình tròn. Đây được xem là cái kiểu giường không tốt về phong thủy. Hình tròn mang cái hành kim, nó mang tính động nên là không phù hợp với những cái không gian cần yên tĩnh như phòng ngủ. Vì vậy, với phòng ngủ thì các bạn nên hạn chế sử dụng các đồ hình tròn. Kể cả trần nhà trang trí thì cũng nên tránh sử dụng các họa tiết hình tròn hoặc các họa tiết có đường cong mềm mại. Thứ hai là vị trí đặt giường ngủ. Thưa quý vị, giường của bạn nên đặt trước một chiếc khung cửa sổ không sát quá để thuận tiện cho việc hấp thụ ánh sáng hoặc là gì để tốt cho sức khỏe của con người. Giường nên được kê song song hoặc là vuông góc với cái tường của phòng để tạo nên cái cảm giác yên tâm. Cái giường thì không nên kê đối diện trực tiếp với cửa của phòng ngủ. Tiếp theo là giường không nên đặt dưới hoặc là đối diện với cái điều hòa vì cái không khí của điều hòa có thể gây cảm lạnh cho những người nằm. Ngoài ra, cái cách kê giường như thế thường không đem lại cái may mắn và gây hại sức khỏe cho những người nằm ở đó. Và cuối cùng thì giường cũng không được đặt sát phòng tắm hoặc là cạnh đối diện với trực tiếp với phòng tắm. Theo nguyên tắc phong thủy thì phòng tắm là nơi chứa yếu tố nước, do đó có thể gây hại cho cái vị trí thắt lưng hoặc là thận của chủ nhân. Minh chứng cho thấy rất nhiều người ngủ trên cái chiếc giường mà kê đối diện trực tiếp với cái phòng tắm hay mắc phải những triệu chứng như là đau lưng. Nếu giường đối diện với cửa phòng tắm hoặc kê sát với tường phòng tắm, dễ lây tính ẩm ướt và ảnh hưởng đến cái chất lượng không khí trong cái phòng ngủ. Từ đó tăng cái gánh nặng giải độc cho thận. Trong trường hợp mà nhà các bạn mà đặt giường sát phòng tắm ấy, thì một gợi ý cho các bạn đó là có thể đặt một chậu cây cảnh trong cái phòng ngủ để gì thu hút cái khí ẩm ở nơi cái phòng tắm nó tạo ra. Thứ ba là hướng giường ngủ. Điều đầu tiên mà cần lưu ý về hướng giường ngủ đó là hướng giường không được đối diện trực tiếp với cửa phòng ngủ. Các bạn cần phải có một cái môi trường yên tĩnh để ngủ. Cửa phòng là cái nơi mà để nhiều người qua lại. Nếu mà đầu giường đối diện hoặc là trực tiếp với cửa phòng ngủ sẽ gây cho người nằm cái cảm giác không an toàn. Lâu dần có thể gây đau đầu, đau dây thần kinh. Nếu không gian nhà bạn không có lựa chọn kê nào khác thì có thể sử dụng một cái tấm bình phong hoặc một tấm rèm để ngăn cách đầu giường và cái cửa để duy trì cái sự riêng tư của các bạn. Lưu ý tiếp theo về cái hướng giường ngủ đó là cái đầu giường không được kê theo cái hướng Tây. Nơi đầu giường được đặt là quan trọng nhất, nó phải xác định được cái phương hướng kê giường. Nếu đầu giường của các bạn mà kê vào hướng Tây có thể khiến cho máu dồn lên não nhiều hơn, gây khó ngủ.
Vì thế, cái vị trí đầu giường có thể đặt hướng Bắc, hướng Nam. Bạn có thể nằm quay đầu về hướng Bắc hoặc là phía Nam để tránh cái sự quấy nhiễu của tử tính. Thưa các bạn, một điều nữa mà các thầy phong thủy vẫn khuyên các bạn là nên kê đầu giường theo hướng cái mùa sinh của các bạn. Nếu các bạn sinh vào mùa xuân hoặc là mùa hạ, tức là tháng 1, tháng 2, tháng 3 hoặc tháng 4, tháng 5, tháng 6 âm lịch, thì các bạn có thể kê giường quay theo hướng Tây Bắc hoặc là Tây Bắc hoặc là Đông Bắc. Nếu các bạn sinh vào mùa thu hoặc mùa đông, tức là tháng 7, tháng 8, tháng 9, tháng 10, tháng 11, tháng 12, thì các bạn có thể đặt đầu giường theo hướng Đông, hướng Tây Nam hoặc hướng Đông Nam. Đó. Thứ tư là màu sắc của căn phòng. Thưa quý vị, màu sắc là biểu hiện của ánh sáng. Chúng ta sử dụng cái màu sắc để thể hiện cái cảm xúc, để truyền đạt cái thông điệp khác nhau. Đồng thời sử dụng màu sắc như một cách để chia sẻ cái năng lượng. Màu sắc của phòng ngủ thì nên thiên về những tông màu nhẹ nhàng, ấm áp như màu hồng nhạt, màu kem, màu xanh da trời. Phòng ngủ có màu sắc phù hợp hoặc là các tranh nghệ thuật cũng có thể mang lại cái nguồn năng lượng mạnh mẽ cho gia chủ. Một số màu sắc mà các chuyên gia phong thủy khuyên bạn sử dụng là phù hợp với phong thủy. Cụ thể trong phong thủy thì phân chia ra làm các mệnh kim, mộc, thủy, hỏa và thổ. Với mỗi mệnh thì chúng ta sẽ có màu riêng để mang lại cái may mắn và vượng khí cho mỗi con người. Đối với những người mà thuộc hành mộc ấy, thì nên chọn màu vàng hoặc màu xanh, xanh đục, màu xanh da trời. Người mệnh thủy thì có thể dùng giường gỗ kim loại hoặc là giường gỗ, vì kim sinh thủy, thủy sinh mộc, đúng không ạ? Những người mà mệnh hỏa thì nên chọn giường gỗ màu đỏ hoặc màu vàng. Những người mệnh kim thì có thể ngủ giường sắt hoặc là ngủ giường gỗ, hoặc là trang trí cái giường gỗ có màu xám hoặc là màu trắng, màu xanh, vân vân. Thứ năm là về rèm cửa, cửa sổ và gương. Nếu là căn hộ chung cư, phòng có sẵn cửa thì nên dùng cái màn để điều chỉnh cái ánh sáng. Phòng ngủ không nên quá nhiều ánh sáng, dù là ánh sáng mặt trời hay là ánh sáng của đèn. Các bạn chỉ nên trang trí sao cho cái phòng nó hài hòa, nó dịu mát. Vậy thì mới hợp phong thủy cho căn phòng. Một tấm gương đối diện với giường là một cái điều nhất định phải tuyệt đối tránh cho phòng ngủ. Các bạn biết đấy, gương đối diện với cái giường là một cái điều nhất định phải tránh đối với phòng ngủ. Gương từ cửa tủ quần áo, gương từ một mảnh đồ nội thất hoặc là gương trang trí tự do vân vân thì các bạn cũng không nên để nó chiếu thẳng vào cái giường nhà mình. Thứ sáu là hạn chế trang trí phòng ngủ bằng cây xanh. Thưa quý vị, trong phòng ngủ thì các bạn nên hạn chế đặt những cây cảnh cùng các thứ như hoa non bộ, thác nước nhân tạo hoặc là bể cá vân vân. Vì những vật này sẽ gây ra rắc rối khi ngủ, nó làm cho giấc ngủ không sâu, không được trọn vẹn. Mặt khác, một số loại cây xanh ý, thì ban đêm sẽ hấp thu khí oxy và thải ra khí carbonic. Phấn từ hoa tươi cũng có thể ảnh hưởng không tốt đến cái đường hô hấp, đến cái không gian trong cái phòng ngủ các bạn. Trong phòng ngủ, nếu mà thích, các bạn có thể đặt những cái chậu cây hoa nhỏ, chứ không nên đặt những cây quá lớn. Hoặc là những cây gai góc, những cây xù xì như là cây xương rồng, vân vân. Đó. Cây cối có đặc điểm là hút khí carbonic và tạo oxy vào ban ngày, nhưng ban đêm ấy, thì cái quá trình quang học nó sẽ ngược lại. Do vậy, các bạn cũng cần phải chú ý cái việc lựa chọn cái cây phong thủy nó phù hợp với cái phòng ngủ. Chúng ta nên chọn các loại cây có cái sự quang học ngược, đấy, tức là nó sẽ hút khí carbonic vào ban đêm và nhả khí oxy. Đó. Trong phong thủy, phòng ngủ tốt sẽ giúp cho các bạn tăng cường được sức khỏe và cái sự hạnh phúc, đồng thời cũng tạo ra một nguồn năng lượng tình yêu mạnh mẽ. Trong ngôi nhà, phong thủy của phòng ngủ không nên xem nhẹ, bởi nó góp phần tái tạo cái năng lượng, tạo ra cái cảm hứng cho cái công việc. Ngoài ra, nó cũng sẽ giúp thu hút cái tài lộc và chiêu mời cái may mắn đến với gia chủ. Thưa quý vị, cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.